tôi sẽ thành công. Thức tỉnh đi, thằng chó. Nước gì đấy? Yên tâm, nước đã được lọc kỹ càng qua cơ thể thằng con trai tao rồi. Đờ mơ mày, đời mày còn cái gì để bán đâu mà vẫn mơ về tương lai thế. Trời sinh voi, trời sinh cọ. Thôi mày cút đi, ám. Thôi, chịu khó mà đi nhặt ve chai đi. Trời giúp tao rồi. Bạn tốt. Đúng là bạn tốt, xe ở đâu đấy? Xe mẹ tôi mua cho để lấy vợ đấy. Thế cho tôi đi thử cái nhá. Đi đi đi. Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến. Bạn tốt ơi. Bạn này, xe tôi đâu? Xe của bạn nó đi nằm vùng rồi. Thế bạn cắm rồi à? Cái gì? Bạn nghĩ tôi là loại người gì thế? À không, tôi tưởng bạn cắm rồi. Bán rồi. Đờ mơ bạn. Thế ngày trước thằng nào bán xe của tao? Cái con xe tàu của bạn đi rơi cả bô ra rồi còn gì nữa mà. Thì thế cũng gọi là xe. Tôi là người, bạn cũng là người. Thế chẳng nhẽ tôi là người, bạn là chó à? Alo mẹ à? Vâng ạ. Chắc là con đi ra đảo với thằng chuối mấy ngày mẹ ạ. Bạn yên tâm, may tôi mua cho bạn con ô tô mà lấy vợ. Xem nào. 6 tóc 6. Ôi giời ơi. Sao thế bạn? Tôi bạn Hòa nhá. Hòa cái gì? À đù. Thế bây giờ đi cái gì về? Đi xe căng hải. Xe căng hải là xe gì? Là cái xe hai căng này này. Alo mẹ à? Con chắc chắn là ra đảo với thằng chuối rồi mẹ nhá. Mẹ bảo sao? Thằng báo đời.